Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tức buổi sáng và sáng hôm nay hơi trễ khoảng 15 phút xin cáo lỗi cùng tất cả mọi người bị soạn tin à, chọn tin hơi lâu một chút xíu do đó thì có một phần trễ nại cảm ơn tất cả mọi người à, trong cái chương trình tin tức ngày hôm nay trước khi đi vào phần tin tức thì vẫn là cái địa chỉ email để quý vị và các bạn có thể gửi uh, những cái tin tức hoặc là các bạn có thể chia sẻ những câu chuyện hoặc là các bạn có thể nêu những cái ý kiến trần nhật phong đạo diễn at yahoo com một lần nữa trần nhật phong đạo diễn at yahoo com đó là các cái địa chỉ email mà quý vị có thể liên lạc trực tiếp với phong ok để nhanh chóng chúng ta bước vào trong cái bản tin thường ngày của chúng ta thì ngày hôm nay có một số tin khá quan trọng không nhiều lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng khá quan trọng đối với chúng ta à, trước hết là từ hoa kỳ nha các bạn à, tin từ hoa kỳ cho biết thì là Thượng viện đã bắt đầu cái cuộc bỏ phiếu cho việc mà đề cử ông Kavanaugh vào chức vụ chánh án của à, tối cao pháp viện à, sau cái cuộc điều trần kéo dài ngày hôm qua thì ông kavanot à, người được tổng thống trump đề cử vào chức chánh án của tối cao pháp viện à, sẽ được quân bình lại ngày hôm nay thứ sáu à, sau một cái cuộc à, điều trần được xem là căng thẳng và đầy những cái kịch tính ngày hôm qua ngày hôm qua thì phía đảng dân chủ đã ráo riết tấn công bằng những câu hỏi vào ông Kavanaugh đôi lúc khiến cho ông phải bật khóc trong cuộc điều trần liên quan tới việc bà Kristin à, Ford là cái người mà tố cáo rằng ông Kavanaugh đã có hành động tấn công tình dục bà lúc bà 15 tuổi và năm đó ông 17 tuổi ở năm 1980 đầu năm 1980 tức là khoảng năm 82 và trong bản tin cho biết thì tổng thống Trump đã thúc giục phía thượng viện à, à, ông đã thúc giục phía thượng viện là phải có cái uh, cuộc bỏ phiếu uh, cho cái việc mà đề cử ông Kavanaugh vào chức tối cao pháp viện đây là một trong những cái bản tin mà khá quan trọng được xem là headline hàng đầu trên uh, toàn tất cả các báo tại Hoa Kỳ uh, để cắt nghĩa rõ cho tất cả mọi người biết nhất là những khán giả tại Việt Nam tối cao pháp viện gồm có 9 ghế À, chính ghế này sẽ quyết định những cái vấn đề. Thứ nhất đầu tiên là cái quyền của Tối cao Pháp viện là cái cái quyền lực tối cao của ngành tư pháp và khi Tối cao Pháp viện mà đã quyết định rồi thì không còn kháng án được nữa. Thứ hai, Tối cao Pháp viện cũng là cái cơ quan duy nhất giải thích hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái cái cái, cái Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ. Và thứ ba là trong cái Tối cao Pháp viện thông thường là chín vị thẩm phán và trong chín vị thẩm phán đó bình thường là khoảng uh, bên uh, liberal tức là bên cái uh, phái mà phóng khoáng thì có bốn người và bên conservative tức là bảo thủ thì có bốn người và một người cuối cùng là cái người quyết định thì đời tổng thống của đảng nào lên thì thường thường đảng đó sẽ chiếm đa số tức là cái lá phiếu nó sẽ chênh lệch năm bốn thì uh, hôm mà tổng thống trump lên nhận chức thì đã bổ nhiệm một thẩm phán uh, gốc bảo thủ và hiện nay là cái khối phiếu là năm bốn tức là bên bảo thủ có năm phiếu bên uh, À, liberal, tức là bên phóng khoáng có 4 phiếu. Tuy nhiên thì vị thẩm phán Kennedy đã về hưu và cái ghế bị trống do đó tổng thống Donald Trump đã đề cử một người khác vào trong cái ghế vị trí này và ông Kavanaugh được xem là người của phía bảo thủ và chính vì vậy mà phía dân chủ cảm thấy lo ngại tại vì nếu như vậy thì cái lá phiếu nó sẽ trật qua là 6-3 6-3 thì nếu mà đảng Dân Chủ muốn lấy lại quân bình thì họ cũng phải mất 20 năm. Do đó lần này họ quyết tâm tấn công ráo riết những cái việc đề cử của tổng thống donald trump để họ để họ à, bằng mọi cách là cản trở do đó thì họ đã đưa ra nhiều cái chiêu thức trong đó kể cả cái việc tố cáo à, tấn công tình dục của bà ford đối với ông Kavanaugh, mà ngày hôm qua trên cái thượng viện điều trần thì ông Kavanaugh đã hoàn toàn bác bỏ tất cả những lời tố cáo của bà này và ông đã kể từng chi tiết và phản biện từng câu hỏi của các vị thượng nghị sĩ ở trong cái quỹ ban và ông đã phản ứng rất là nhanh và cuối cùng thì à, cái cuộc điều trần căng thẳng ngày hôm qua được xem là cuộc điều trần khốc liệt nhất trong lịch sử của hoa kỳ và cuối cùng thì bây giờ nó đã xong và tổng thống donald trump đã thúc giục phía thượng viện là nhanh chóng thu xếp để có thể có cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tuần tới để mà À, quyết định nhanh chóng cái chức thẩm phán đang bị trống của tối cao pháp viện. Đây là được xem là một cái khá đẹp à, cái một cái sinh hoạt mà khá gọi là rất là dân chủ ở tại Hoa Kỳ mà các bạn trong Việt Nam chưa có hiểu thì các bạn thấy một người được tổng thống đề cử ra thôi mà cái phe đối lập tấn công ráo riết như vậy và vẫn phải chấp nhận để cho phe đối lập đặt tất cả câu hỏi thì cái người đó cho tới các bạn thấy họ soi chuyện của 36 năm trước lúc đó ông Kavanaugh mới 17 tuổi thôi thì các bạn nghĩ đi 15, 16, 17 tuổi là cái tuổi mới lớn có ông nào mà không đi cua gái có ông nào mà không đi chọc gái hay là bạn bè thì cái thời điểm đó mà bây giờ họ moi là cái chuyện của 36 năm trước chứng tỏ là cái người mà được bổ nhiệm phải minh bạch hoàn toàn nó không giống như những cái xã hội độc tài là nó đưa ra công khai cho công chúng xem tất cả các đài truyền hình xem và đó là một trong những cái sinh hoạt mà dân chủ mà chỉ có Hoa Kỳ à, mới có còn mấy nước độc tài là không có đâu các bạn. Ok, đó là bản tin thứ nhất và qua bản tin thứ hai, Hoa Kỳ đã bắt đầu có cái việc mà giúp cho Papua New Guinea à, trong cái việc mà đối phó lại với cái sự à, gọi là bành trướng của một công ty về à, à, kỹ thuật của Trung Quốc. Hoa Kỳ đang làm việc với lại à, à, đối đối tác của họ để ngăn chặn công ty uh, telecom giant là huawei uh, đang có build một cái xây dựng một cái uh, hệ thống mà gọi là internet infrastructure tức là một cái hệ thống một cái hạ tầng cơ sở cho internet tại cái đảo quốc papua new guinea và để ngăn chặn cái việc mà bành trướng của công ty này các bạn thấy đây là cái logo của công ty huawei công ty huawei này là một công ty sản xuất điện thoại lớn nhất ở trung quốc và họ đã để phong đưa lại cho các bạn xem cái hình để lúc nãy phong chưa đưa ok các bạn đây đây là bản tin từ hãng thông tấn Reuters thì uh, Hoa Kỳ đã đang làm việc để ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc ở trên khu vực Nam Thái Bình Dương mà theo đó thì cái công ty của Trung Quốc là Huawei Technology đó sẽ build một cái hệ thống uh, hạ tầng cơ sở cho internet ở tại cái đảo quốc này các bạn thấy cái chữ Papua New Guinea đây viết tắt là PNG và các cái giới chức ngoại giao của họ ở, ở Australia cho biết ngày hôm thứ sáu thì các bạn nhìn thấy đây là cái logo và cái tên của công ty này. Đây là một trong những công ty sản xuất điện thoại lớn nhất của Trung Quốc và họ có mấy trăm triệu cái điện thoại đang được xài tại Trung Quốc. Và cái việc mà đấu thầu 2 năm của công ty này là sẽ xây dựng một cái hệ thống mạng lưới internet tại Papua New Guinea và giữa lúc mà Hoa Kỳ và các đồng minh đang có chiến dịch ngăn chặn cái sự gia tăng của Trung Quốc ở khu vực này. À, đây là một trong những cái bản tin khá quan trọng khu vực ở khu vực và we are working with counter offer tức là à, một trong những à, vị à, đại diện cho phía hoa kỳ có tên là james caruso đã phát biểu với lại à, đài truyền hình abc của đài radio abc của nước úc cho biết là à, sẽ tìm cách ngăn chặn cái công ty này triển khai cái mạng lưới internet của họ tại khu vực nam thái bình dương à, papua new guinea là một trong những cái đảo quốc nhỏ ở nam thái bình dương dân số họ không có nhiều và đây là một trong những bản tin quan trọng là các bạn thấy À, trong cái à, chiến lược mà giống như tôi đã cắt nghĩa trong những ngày qua cả tuần lễ hai tuần lễ này về cái chiến lược của Hoa Kỳ ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực kinh tế và nay thì Trung Quốc đang có cái lấn sân qua lĩnh vực kỹ thuật và chính vì vậy mà phía Hoa Kỳ đã đưa ra cái à, à, đưa ra cái à, cái thông báo ngày hôm nay là họ sẽ chính thức hợp tác với Úc và Papua New Guinea để ngăn chặn cái việc mà công ty Huawei của Trung Quốc muốn cung cấp cả một cái nguồn Internet cho các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Và bây giờ bản tin kế tiếp mời các bạn theo dõi đó là tin từ tờ Taiwan News ha các bạn. Ở trong bản tin này thì có một cái bài viết khá dài nghiên cứu của uh, Keoni Everton uh, thuộc tờ uh, Taiwan News, uh, thuộc uh, cái cái staff là làm thế nào Trung Quốc có thể đánh bại... À, uh, À, Đài Loan có thể đánh bại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái hình minh họa và trong toàn bộ bài này thì họ phân tích rất kỹ về cái à, vũ khí mà Đài Loan đang sở hữu cũng như là các cái chiến lược của quân sự của Đài Loan à, đối trọng với lại cơ, lực lượng PLA của à, Trung Quốc, PLA tức là Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đó các bạn. Và trong cái việc mà gia tăng cái uh, quốc phòng thì Đài Loan đã gia tăng trong thời gian gần đây với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cả Hoa Kỳ và lẫn Nhật Bản cho thấy là Đài Loan đang sở hữu một trong những cái loại vũ khí lớn nhất trên thế giới và mạnh mẽ nhất và cái hệ thống tình báo của Đài Loan cũng cho biết rằng là họ có đủ sức tương đương để mà đối phó với lại tình báo Hoa Nam của Trung Quốc và cuối cùng là cái hệ thống hỏa tiễn của Đài Loan sẽ như thế nào đối trọng lại với Trung Quốc thì các bạn nhìn thấy đây bài phân tích khá dài và trong bài phân tích này họ cắt nghĩa cho mọi người hiểu nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh với trung quốc ở trên cái vùng biển bắc á đó các bạn thì đài loan có cái cách nào để có thể chiến thắng được cái sự bành trướng của trung quốc và cái lực lượng vũ trang của trung quốc thì đài loan thì lực lượng à, quân đội của họ không nhiều lắm nhưng hầu hết là tinh nhuệ và thứ hai họ đang sở hữu những cái vũ khí được xem là tối tân nhất của thế giới do Hoa Kỳ và Nhật Hoa Kỳ là chính, Hoa Kỳ là cái cái quốc gia cung cấp cái nguồn vũ khí cho Đài, Đài Loan và Nhật Bản là nguồn cung cấp những cái đồ phọt tức là những cái bộ phận ở trong những cái vũ khí đó cho Đài Loan, tức là hai siêu cường trên thế giới về kỹ thuật. Do đó họ phân tích rất kỹ và thứ ba là vì binh lính của Đài Loan à, thường xuyên có những cuộc tập trận và huấn luyện bởi à, các binh sĩ Hoa Kỳ và họ theo chân binh sĩ Hoa Kỳ tham gia vào những cái cuộc chiến ở khu vực Trung Đông mà họ có rất nhiều kinh nghiệm học hỏi rất nhiều từ các binh sĩ của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến mà à, chống lại những cái, cái chiến thuật du kích hay là truy tìm những hung thủ hay là tấn công vân vân tất cả những cái kỹ thuật đó à, binh sĩ Đài Loan đã được huấn luyện rất kỹ càng từ binh sĩ của Hoa Kỳ và từ và các vị tướng của Đài Loan tức là những người chỉ huy quân sự của Đài Loan đa phần hiện nay là xuất thân từ trường quân sự west point của hoa kỳ do đó thì cái bản so sánh này cho thấy rằng là đài loan vẫn có thể đánh bại được trung quốc cho dù đó là cuộc chiến trên biển đó là mà họ phân tích về cái cuộc chiến trên biển giữa cái eo biển thôi à, chưa nói tới những cái cuộc chiến mà nếu mà sử dụng tới những cái vũ khí khác thì nó mang một cái hình thức khác đó là cái bản tin mà liên quan tới đài loan và tiếp đến bản tin này cũng khá quan trọng là từ trung quốc các bạn tin này ngắn lắm à, nghe, là một à, một à, phó giám đốc về an ninh của Trung Quốc đã bị kết án 18 năm tù. À, bản tin từ Bắc Kinh do hãng thông tấn Reuters cung cấp là một phó chủ tịch của một công ty à, về an ninh có tên là giao Gan đã bị kết án 18 năm tù à, theo tờ báo à, địa phương ở Trung Quốc cho biết. Đây là hình của vị phó giám đốc này. giao à, Gan đây các bạn. Và ông này đã bị kết án là nằm trong hàng loạt những giới chức cao cấp đã bị bắt giữ và bị dập tắt vì tình nghi là đã có những cái hành động mà xen à, vào tức là mua tin nội bộ trong thị trường chứng khoán được xem là một trong những cái hành động tham nhũng ở tại Trung Quốc đó là cái bản tin liên quan tới à, nội địa Trung Quốc và ngày hôm qua tôi có đưa cái tin này thì hôm nay tôi đưa lại tại vì cái tin này đã được đăng lại trên tờ Taiwan News một lần nữa là bà à, vợ của ông Lưu Hiển Ba tức là bà Lucia là có thể được mời đến thăm Viếng Đài Loan. Đây là hình của bà. Các bạn thấy bà đã bị Trung Quốc giam lỏng 8 năm. từ lúc mà chồng bà chưa chết cho lúc chồng bà qua đời và hồi tháng 7 năm nay bà đã được nhà chính quyền cộng sản Trung Quốc cho bà được xuất ngoại và cuối cùng bà định cư tại nước Đức và bà đây là bà vợ của ông Lưu Hiển Ba. Ông Lưu Hiển Ba là người đã được đoạt giải Nobel hòa bình và ông là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Trung Quốc thì bản tin cho biết là sau khi mà à, xuất hiện tại New York bà Lư, bà Lư, bà Lưu Lư Hiển Ba à, vợ của nhà chính trị Lưu đó các bạn thấy là bà là à, người mà chung sống với ông Lưu Hiển Ba vào ngày 26 là bà xuất hiện hôm trước 26 ở New York thì bà đã được à, các cái, à, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền à, mời đến ở à, Đài Loan. Đây là một trong những cái người bất đồng chính kiến và hành động này có thể sẽ gây uh, sự nổi giận từ phía Trung Quốc tại vì Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một lãnh thổ ly khai và họ muốn lấy lại lãnh thổ này. Trong khi đó thì bà Lưu Hiển Ba là một trong những uh, những người đã lên án gây gắt sau khi chồng bà bị giam lỏng và cả bản thân bà bị chính, chính quyền Trung Quốc giam lỏng thì đã lên án gây gắt cái cách đối xử với người dân của chính quyền uh, Trung Quốc và bà đã bị giam lỏng suốt 8 năm. Và vừa rồi thì bà đã được trả tự do à, hồi tháng 7 và đã đến định cư tại Đức. Và trong cái tour mà đi tới New York để nói về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc cũng như kể lại câu chuyện của bà khi bị đàn áp và áp bức lúc còn sau, lúc chồng bà còn sống cho đến lúc chồng bà qua đời cũng như cái cá nhân của bà về cái cách đối xử của chính quyền Trung Quốc và bà kể lại câu chuyện này và nay thì phía Đài Loan đã chính thức mời bà đến đến thăm viếng Đài Loan và bà đã nhận lời đây là một trong những cái à, tên tuổi lớn trên thế giới đó các bạn và bên cạnh đó hôm nay tôi lấy tin của Taiwan yêu hơi nhiều bởi vì họ có những cái tin khá quan trọng so với những nơi khác Đài Loan các công ty Đài Loan đã bắt đầu có một cái cuộc thương thảo 1.5 tỷ Mỹ Kim để mua đậu nành từ à, hai tiểu bang Iowa và Minnesota của Hoa Kỳ à, các bạn biết là trong thời gian vừa qua thì à, Trung Quốc nhắm vào cái cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ thì Trung Quốc nhắm đánh vào cái thành phần nông gia ủng hộ cho tổng thống Donald Trump mà theo đó là những người trồng đậu nành là trở thành cái nhân vật chính bị Trung Quốc tấn công đánh thuế rất nặng nề. Và ngày hôm nay thì bản tin từ Đài Loan cho biết là một phái đoàn của màu dịch của Đài Loan đã gặp gỡ với lại à, các cái người lãnh đạo của à, tức là thống đốc của tiểu bang Minnesota là Mark Dayton và cam kết rằng sẽ mua 1.4 1.5 tỷ Mỹ kim. à tiền nhập cảng soybean các bạn thấy sau bên đây từ tiểu bang Iowa và Minnesota trong vòng 2 năm tới đó là cái lời cam kết của phía Đài Loan và cuộc thương lượng này sẽ cho thấy là Đài Loan sẽ mua từ 3.2 tới 3.9 triệu tấn à, soybean tức là đậu nành và trị giá là 1.56 tỷ Mỹ Kim trong năm 2018 và 2019 đó là cái bản tin cho thấy là phía Đài Loan gần như là dốc toàn lực để mà ủng hộ cho cái chính sách mậu dịch của tổng thống Donald Trump trong lúc Trung Quốc đánh thuế thiệt mạnh vào cái soybean tức là cái đầu nành để mà à, phản ứng lại với cái à, sắc thuế mà tổng thống Trump đánh vào mặt hàng Trung Quốc thì họ đánh thẳng vào soybean tức là những nhà sản xuất à, hộp hạt đậu nành đó thì bây giờ đài, hôm trước thì cách đây khoảng vài tuần thì chính đích thân chủ tịch của Ủy hội Âu Châu sang Hoa Kỳ để thương thuyết với Tổng thống Donald Trump đừng mở cuộc chiến mậu dịch với Âu Châu. Và theo đó thì Tổng thống Donald Trump đã thỏa thuận rằng sẽ có một cái vùng tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Ngay sau đó thì Âu Châu đã gia tăng nhập cản đậu nành từ Hoa Kỳ. Và hôm nay các bạn thấy tới viên Đài Loan họ ký kết và các cái văn bản với lại thống đốc của tiểu bang Minnesota và Iowa để có thể nhập cản 1.5 tỷ Mỹ Kim đậu nành của của hai tiểu bang này vào Đài Loan và đây là một trong những cái phản ứng mà đối phó đối trội lại với cái việc mà à, Trung Quốc đã gia tăng cái việc đánh thuế và à, đỡ đòn với Trung Quốc và đây cũng là một trong những cái hành động mà phía Đài Loan muốn dằn mặt phía Trung Quốc. OK và à, breaking news ngày hôm nay là một cuộc động đất đã xảy ra tại đảo Sulawesi của Indonesia và gây thiệt hại khá nặng nề đồng thời cũng xác nhận là có sóng thần. Ok bản tin cho biết là cái trận động đất này lên tới 7.5 magnitude. À, các bạn thấy là 7.5 là là sức chấn động khá mạnh và ở đảo Sulawesi vào sáng ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi mà có những cái cuộc hậu chấn và tsunami tức là sóng thần đã đánh vào bờ biển này của quốc gia này, tức là cái cái trận động đất đó gây ra và nó tạo nên cái, cái cuộc sóng thần. À, bản tin cho biết là cái cái khúc mạnh nhất là cái lúc mà rung chuyển mạnh nhất là lúc 6 giờ 02 phút chiều tối giờ của Indonesia và cách cái bờ biển của Dogala của Indonesia là 35 dặm à, nơi đây là có một khoảng 300.000 cư dân sinh sống à, theo à, phía à, địa chấn của Hoa Kỳ à, cho biết và ngay sau đó rất là nhanh thì là sóng thần đã được cảnh cáo và à, cái, cái hệ thống mà địa chấn của Indonesia cũng báo biết báo cho biết là sẽ có sóng thần và đây là một trong những cái cái vùng có 330.000 cư dân và các bạn thấy trong bản tin này cho biết là đây là cái cái ý nghĩa của trận động đất và các bạn à, có nhiều cái thiệt hại đã xảy ra à, và các bạn thấy rằng là À, họ chưa báo cáo chính thức con số thiệt hại nhưng mà đây là một trong những trận động lớn lớn đang xảy ra tại uh, Indonesia đó là một trong những cái bản tin mà tôi đưa lên ngày hôm nay và bản tin sau cùng à, lấy từ CNN CNN thì các bạn tôi lấy CNN là thường thường là tin quốc tế nhiều hơn tại vì về tin quốc tế thì tương đối họ có cái uh, khách quan hơn nhưng riêng tin nội địa Hoa Kỳ thì họ tấn công tổng thống Donald Trump và chính sách của ông nhiều hơn ok các bạn bản tin cho biết là một cái trận bão mới sắp sửa đánh thẳng vào nhật bản có cái tên là tommy đây là trận bão tommy và nhật bản có lẽ là trong năm nay sẽ hứng chịu và các bạn nhìn thấy trên cái màn hình của cnn đây là cái à, tình hình của trận bão có thể đánh vào nhật bản và nhật bản năm nay đã chịu đựng khá nhiều những cái thiên tai à, tin cho biết thì trận bão tommy sẽ à, trong cuối tuần này có thể sẽ đánh thẳng vào phía nhật bản và À, bản tin cho biết là sẽ có đến 3 trận bão đánh vào Nhật Bản vào cuối tuần này và kami là một trong những trận bão lớn và cho thấy rằng là ở miền Nam đánh vào miền Nam của Nhật Bản cái đảo có tên là Ryukyu à, vào Friday night tức là tối ngày hôm nay là họ đánh vào mang tới mưa rất là nặng và gió và trong vòng 24 tới 48 tiếng nữa thì nó sẽ gia tăng vào cấp 3 nha các bạn. Đây là trận bão cái là tăng cấp 3 Và ở đây các bạn nhìn thấy đây là trận bão Hướng đi của trận bão Và họ sẽ đánh vào Nhật Bản Và đảo này à, được biết là nằm ở phía bắc của Đài Loan Và nằm ở cái đảo của Nhật Bản à, Bao gồm cả đảo Okinawa Nơi mà được xem là có 1.4 triệu người Bao gồm luôn 25.000 binh sĩ Hoa Kỳ Và gia đình của họ đang trú đóng tại đây à, Các bạn nhìn thấy đây là cái hướng đi của cái trận bão Nếu mà tôi đâm ra Ok các bạn nhìn thấy đó, các bạn nhìn thấy đây là cái hướng đi của trận bão. Các bạn thấy chưa? Đánh thẳng vào đây. Và đây là một đây là một trong những cái điều mà phía đang được báo động ở khu vực Á Châu và các bạn nhìn thấy đây là cái 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 map, cái cái bản đồ mà cho thấy rằng là trận bão này sẽ đánh mạnh vào phía à, Nhật Bản. Và ở đây các bạn thấy là tốc độ sẽ cho biết là từ 150 À, xin lỗi các bạn là cái mức à, cái mức mà nước mực nước, nước mưa đó là khoảng từ 150 tới 300 mm tức là từ khoảng từ 6 tới 12 inches và có thể lên tới 500 mm tức là 19 inches theo cái mọi người cho, theo bản tin cho biết và đây là một trong những cái cơn bão tiếp theo cơn bão Chevy đã đánh vào Nhật Bản à, trong vài, vài tuần trước đó là những cái tin mà quan trọng liên can tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay đặc biệt là khu vực Á Châu Thái Bình Dương À, bản tin ngày hôm nay hầu hết các bản tin đều tập trung vào bản tin của ông Kavanaugh à, người đã được tổng thống Donald Trump đề cử vào chức chánh án à, thẩm phán của tòa tối cao pháp viện và hầu hết những bản tin này Rồi, riêng tôi thì cố gắng lựa lọc những cái tin mà liên can mà các bạn quan tâm thì có một số tin mà tôi đã đưa cho các bạn à, ngoài ra thì những cái tin ở khu vực trung đông hay là Afghanistan thì tôi không đưa nhiều bởi vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta À, tôi chỉ lựa những cái tin nào mà nó chúng ta quan tâm nhiều hơn à, nhất là cái cuộc đối thoại và cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như là liên can tới tình hình khu vực biển đông là những cái tin chính mà tôi sẽ loan cho các bạn và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi phần tin tức này à, lúc 10 giờ sáng giờ California tôi vẫn tiếp tục cái chương trình và hôm qua tôi đã cho các bạn thấy cái bản đồ tranh cử tiểu bang California có bao nhiêu à, cái ghế như thế nào thì ngày hôm nay tôi sẽ làm tiếp một số tiểu bang ở miền Bắc Mỹ đi xuống trước tức là từ Portland à, ở Oregon lên tới Washington State và xuống tới Nevada hay là Utah thì Montana thì đúng hơn thì tôi sẽ làm từ trên xuống dưới và đi từ trái sang phải để cho tất cả khán thính giả nào mà đang ở cư ngụ ở những tiểu bang mà à, quý vị đang quan tâm về bầu cử thì quý vị biết là mình bầu cử ở đơn vị nào có bao nhiêu ứng cử viên như thế nào và cái bản đồ tranh cử ra sao và cần bao nhiêu ghế, bao nhiêu ghế ra và bao nhiêu ghế phải tranh cử. Đó là cái thông tin mà tôi đưa đến cho mọi người vào trưa ngày hôm nay, 10 giờ sáng giờ California. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại vào trưa ngày hôm nay và chắc chắn rằng là sẽ có những cái thông tin đặc biệt cho quý vị. Cảm ơn quý vị.